Tech Sound Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp. Tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy 72, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942 979696, 0933 469555 hoặc truy cập website techsound.vn. Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh truyền thông của Tech Sound Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lại đi đến một cái tiết mục, đó là review và đánh giá chi tiết các thiết bị âm thanh. Và đương nhiên lần này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu và đánh giá chi tiết thiết bị rất quan trọng trong bộ dàn âm thanh. Nếu như mà thời điểm gần đây các bác đã xem em review nhiều về các thiết bị âm Free Fire rồi, nhưng cái âm Free Fire mà được tích hợp controller, được tích hợp DSP ở trong và tích hợp được rất nhiều công nghệ ở trong đó, thì chúng ta đang kể đến đó chính là LEA đến từ Mỹ. Vậy là một chiếc âm Free Fire này nó khác gì so với những chiếc âm Free Fire khác ở trên thị trường? Và những tính năng công năng như thế nào? Tại sao nó lại có nhiều tính năng đặc biệt và có thể hấp dẫn đến như vậy? Thì chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu rất nhiều. Em đã review cho các bác rất nhiều các chiếc âm Free Fire ở trên kênh YouTube của Tech Sound, các bác có thể vào đấy, bao gồm các mã ví dụ như là Z704 này, 354 này. Đó, các bác có thể vào đấy các bác xem. Và lần này chúng ta sẽ cùng nhau đi review và đánh giá chi tiết một mẫu âm Free Fire, có thể nói đây là một mẫu âm Free Fire cao cấp nhất của LEA, có công suất lớn nhất của LEA tính đến thời điểm hiện tại. Và đây cũng chính là những chiếc âm Free Fire đầu tiên có mặt tại Việt Nam, và trên thế giới thì rất ít có review. Và đương nhiên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá xem nó có gì nhé. Ngay trước mặt các bác đây, đó chính là chiếc âm Free Fire LEA có mã đó chính là CS1504. Đây là một chiếc âm Free Fire có công suất 4 kênh ở trở kháng 8 ohm là 1500W một kênh, và có thể đạt peak tối đa trên 2 kênh, chứ không phải là một kênh nha. Peak tối đa trên 2 kênh bất kỳ 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 4 tùy chúng ta, lên 3000W. Kinh khủng chưa? Chúng ta sẽ thấy rằng là một chiếc âm Free Fire bình thường, chúng ta sẽ thấy là nếu như mà chúng ta muốn lấy được peak của một chiếc âm Free Fire lên, chúng ta chỉ lấy được một kênh thôi. Nhưng với LEA CS1504 chúng ta lấy được 2 kênh. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có là 2 kênh 1500 và 2 kênh 3000W. Kinh khủng khiếp. Vậy là làm được điều nào và tại sao làm được điều đấy? Tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Và trước mặt các bác đây đó chính là mẫu âm Free Fire LEA CS1504. Và nhìn như thế này thì chúng ta sẽ thấy với kích thước đó chính là 2U, vô cùng đẹp. Ngày trước chúng ta sẽ nhìn những chiếc âm Free Fire có kích thước đó là 1U rồi, nhưng lần này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu đó là mẫu âm Free Fire có công suất lớn. Và đương nhiên với công suất lớn chúng ta sẽ có một cái kích thước đó chính là 2U. Nhìn thế này thì chúng ta sẽ thấy như kiểu là đang chập hai con là một đấy, hiểu quá nhỉ. Hai con 1U này, chia ra hai con 1U như thế này. Phải nói là LEA làm ra chiếc âm Free Fire nhìn đẹp thật đấy. Chúng ta không biết là mô tả bằng từ nào cả. Nó quá đơn giản và nhìn phải nói là dễ bắt mắt. Cái gì càng đơn giản thì lại càng đẹp. Ở mặt trước đây chúng ta sẽ có những cái khe lưới tản nhiệt như thế này. Và đương nhiên những khe lưới tản nhiệt này chúng ta có thể nhấc ra để vệ sinh. Và bên này cũng vậy, được thiết kế cân xứng như thế này. Và ở giữa đây chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị đầy đủ các thông tin, bao gồm là mã, địa chỉ IP, rồi là các vạch tín hiệu đèn ở đây để cho chúng ta biết được chiếc âm Free Fire đang hoạt động và đang diễn ra những gì. Nếu như mà chúng ta nhìn từ mặt trước như thế này, chúng ta sẽ nghĩ đây có lẽ là không phải là một chiếc âm Free Fire. Nó đâu có núm đâu, nó đâu có cái gì đâu. Nhìn vô cùng đẹp, sáng bóng, rất đẹp các bạn ạ. Đẹp tuyệt vời. Nếu như mà cái này mà chúng ta sẽ nói là nếu như chúng ta lắp vào một cái phòng giải trí đi, nếu mà nhìn vào thì không ai bảo đây là chiếc âm Free Fire cả. Đây nó sẽ được coi như là một cái vật trang trí thì đúng hơn. Đúng, đúng. Vậy là những chiếc âm Free Fire như thế này, không có núm như này, không có cái gì thì chúng ta vận hành kiểu gì nhỉ? Chúng ta rất dễ. Với LEA chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại, một chiếc laptop, một chiếc iPad, hay thậm chí là chiếc TV của chúng ta cũng có thể vận hành được chiếc âm Free Fire này một cách rất đơn giản. Đúng này. Và chỉ tính là trong khoảng chưa đầy một phút là có thể hoạt động được 100%, khai thác tối ưu được tất cả các dòng loa của chúng ta. Đó là về mặt trước của chúng ta nhìn như thế này. Với thiết kế hầu hết chúng ta sẽ thấy rất đơn giản, rất đẹp. Nhìn qua này chúng ta sẽ thấy là một cái phay gạo dạng nhôm như thế này, màu trắng, và đây chỉ có màu đen. Và ngoài ra những
cái đèn LED để hiển thị thông tin cơ bản của chiếc âm Free Fire. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay ở mặt sau xem nó như thế nào nhé. Và đây là ngay đằng sau chiếc âm Free Fire CS1504 của chúng ta. Như các bác có thể nhìn thấy, chúng ta sẽ nhìn thấy đây như một cỗ máy. Đằng sau hệ thống khe lưới tản nhiệt tất cả được CNC 100%. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan tâm đầu vào. Đầu vào ở đây chúng ta sẽ cùng nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái chuẩn kết nối, đó là dạng speakcom của Neutrik ở đây với dạng pin rất là lớn. Đương nhiên những chiếc âm Free Fire có công suất lớn ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ dùng dạng chuẩn đấu jack như thế này nữa thì nó đảm bảo cho chúng ta, đó là về khả năng đấu nối vào đây, công suất vận hành là nó không bị ảnh hưởng. Tiếp đến nữa là giúp cho chúng ta quá trình chúng ta lắp ráp thì nó được chắc chắn hơn. Và tiếp đến nữa, ở đây chúng ta sẽ cùng nhau nhìn, đó là có các cổng đầu ra và cổng đầu vào. Ở đây cổng đầu vào chúng ta sẽ có là input 1, 2, 3, 4 dạng input analog tín hiệu đầu vào. Ngoài ra đây là một phiên bản, đó là phiên bản network. Ngoài ra chúng ta sẽ có phiên bản DANSTE nữa, thì chúng ta sẽ thêm các cổng LAN Internet vào đây. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng LAN Internet. Cái cổng LAN này giúp cho chúng ta có thể kết nối dây mạng LAN của gia đình vào để chúng ta có thể điều khiển và vận hành chiếc âm Free Fire này thông qua mạng LAN Internet. Ngoài ra đây chúng ta sẽ có một cái nút bấm Wi-Fi. Wi-Fi này để làm gì? Chính chiếc âm Free Fire của LEA CS1504 này nó có thể phát ra Wi-Fi cho chúng ta. Có thể chúng ta có thể bắt vào để chúng ta có thể điều khiển hoặc là chúng ta vận hành nó. Tiếp đến nữa, chính chiếc âm Free Fire này nó cũng có thể bắt trực tiếp cái mạng Wi-Fi của gia đình chúng ta, hay còn gọi là mạng nội bộ của chúng ta, để nó có thể tự config cấu hình thì chúng ta cũng có thể điều khiển được nó thông qua mạng LAN nội bộ hay là Wi-Fi nội bộ các bạn nhé. Tiếp đến nữa, ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 4 cổng output đầu ra. 4 cổng output ở đầu ra này thì chúng ta tương đương với các kênh, số kênh là 1, 2, 3, 4. Và mỗi kênh chúng ta sẽ cung cấp ở đây, đó chính là 1500W ở trở kháng là 8 ohm. Và điều đặc biệt của LEA chúng ta sẽ sử dụng đó là hai kênh bất kỳ, có thể là 1, 2, 1, 3 hoặc 1, 4 tùy chúng ta, hoặc là 1, 2, 3, 4 tùy chúng ta sẽ lấy ra được peak đạt được là 3000W ở trở kháng 8 ohm. Đây là công nghệ phải nói là đặc biệt nhất. Bình thường chúng ta sẽ quan tâm trên những chiếc âm Free Fire của hãng khác đi, chúng ta sẽ thấy nếu như mà pick trên một kênh, chúng ta chỉ được chọn một thôi. 1, 2, 3, 4 chúng ta chỉ được chọn một kênh bất kỳ thôi. Có thể là pick đạt được. Pick đạt được không phải là x đôi. Pick đạt được là chúng ta sẽ thấy, ví dụ như cái dòng Laproppen POM 12K44 1900W một kênh ở trở kháng 8 ohm. Nhưng pick đạt được ở trở kháng 8 ohm trên một kênh, trên một kênh thôi nhé, peak đạt được trên một kênh chỉ lên 2300W thôi, không phải x đôi. Nhưng với LEA, peak đạt được trên một kênh, trên hai kênh luôn chứ không phải một kênh, là lên 3000W, từ 1500 lên 3000 luôn ở trở kháng 8 ohm. Nên đó là một điều khác biệt. Và tiếp đến nữa, ngoài ra chúng ta sẽ thấy rằng với một chiếc âm Free Fire này, chúng ta sẽ lo lắng là 2U như thế này liệu có nặng không nhỉ? Không hề nặng. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi nói về công nghệ của chiếc âm Free Fire này. Với chiếc âm Free Fire này chúng ta sẽ có đa dạng hầu hết những công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất ở trên thời điểm hiện tại có mặt trên chiếc âm Free Fire này. Đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đó là về vấn đề, đó là tính năng, đó là quản lý loa. Với LEA chúng ta sẽ có một tính năng quản lý loa vô cùng tuyệt vời, đó chúng ta có thể loát ra các preset của hãng hoặc các hãng loa ở trên thế giới. Chúng ta chỉ việc nhập vào, chúng ta loát ra và chúng ta sử dụng một cách tuyệt vời. Ngoài ra nữa chúng ta sẽ có những cái bộ công cụ tính toán làm sao có thể đưa ra được công suất cũng như là cái hiệu năng tối đa của một cái loa có thể đem lại. Tiếp đến nữa là gì? Trên một chiếc âm Free Fire chúng ta sẽ quan tâm đến, đó là về khả năng kết nối. Với LEA chúng ta không cần phần mềm. Chúng ta chỉ cần là mặt trước chiếc âm Free Fire, khi chúng ta có thể bật tính năng đó là Wi-Fi của chiếc âm Free Fire này lên, hoặc chúng ta kết nối với mạng LAN của gia đình hay là mạng LAN của nội bộ của chúng ta, thì lập tức trên màn hình LCD sẽ hiển thị một địa chỉ, đó là cho chúng ta nhìn thấy ở đây, ví dụ như là 192.168.31.101, đó là mạng LAN hay mạng Wi-Fi ở trong công ty hiện tại cũng đang sử dụng với chiếc âm Free Fire này. Nó tự động bắt và tự động kết nối cho chúng ta. Và trên trình duyệt web chúng ta chỉ cần vào một cái máy tính hoặc một cái điện thoại bất kỳ thôi. Chúng ta không cần kết nối gì cả với mạng ở đây, đó là Wi-Fi. Chúng ta chỉ cần kết nối với Wi-Fi của mạng LAN trong tất cả tòa nhà của chúng ta là chúng ta có thể vận hành với chiếc âm Free Fire này rồi. Chúng ta chỉ cần truy cập đến một địa chỉ nhìn như ở đây, là chúng ta sẽ truy cập vào trên một trình duyệt web bất kỳ.
Sau khi truy cập vào, nó sẽ hiển thị lên một loạt những chiếc âm Free Fire đang kết nối vào hệ thống mạng của chúng ta, là chúng ta có thể vận hành và điều khiển nó. Vậy là chúng ta sẽ quan tâm là rất nhiều anh em bảo là khi mà kết nối vào thì ai cũng có thể vận hành được. Sai hoặc lầm hoàn toàn các bạn nhé. Khi mà kết nối vào một chiếc âm Free Fire nào đó thì chúng ta sẽ cần phải nhập password hay còn nhập mật khẩu. Mật khẩu có rất nhiều lớp cho chúng ta đặt. Đầu tiên là mật khẩu cho âm Free Fire. Khi mà chúng ta muốn kết nối với cái nào đó, chúng ta cần nhập mật khẩu theo cái mà chúng ta đặt. Cái thứ hai nữa là các tính năng ở trên chiếc âm Free Fire này sẽ được lock bằng mật khẩu luôn. Ví dụ như là chúng ta sẽ lock bằng tín hiệu input, output, rồi là equalizer, chúng ta lock được hết. Lock cho không, chúng ta không có thể sử dụng được. Nếu như mà chúng ta muốn sử dụng được, chúng ta cần nhập mật khẩu để chúng ta dùng. Đó là về những cái tính năng nhanh trên một chiếc âm Free Fire nào này. Sau khi mà chúng ta kết nối xong vào một chiếc âm Free Fire, đây là một cái giao diện giúp cho các bác dễ hình dung hơn. Đây là một cái giao diện chúng ta có thể nhìn thấy, đó là có 1, 2, 3, 4 kênh. Với 4 kênh này chúng ta sẽ độc lập từng kênh một, độc lập về tín hiệu, độc lập về output một cách hoàn toàn bình thường. Chúng ta có thể passing tín hiệu. Đầu tiên, chúng ta có thể passing bằng các đường tín hiệu analog 1, 2, 3, 4 tùy biến cho chúng ta ở đây. Ví dụ như là in 1 lá lóng 1, 2, 3, 4 cho chúng ta nhìn tùy biến ở đây. Chúng ta sẽ chọn được. Tiếp đến là chúng ta có thể chọn được độ nhạy tín hiệu bao gồm là 26 và 34 decibel ở đây, giúp cho chúng ta có thể tùy biến được các tín hiệu đầu vào khác nhau. Và điều đặc biệt ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Với LEA CS1504 chúng ta có cả input delay. Ngày trước chúng ta sẽ thấy là chỉ có output delay thôi. Ví dụ như chúng ta sẽ nhìn thấy một chiếc âm Free Fire bình thường thì chúng ta cứ gọi là delay chỉ ở trên thiết bị, ví dụ như là vang số này, hay là trên thiết bị như là DSP này. Nhưng với LEA chúng ta sẽ delay được cả input. Đây các bác có thể nhìn thấy, chúng ta có thể kéo delay input của từng đường. Ví dụ như là input tín hiệu đầu vào bị chậm, bị trễ chúng ta, hay là bị nhanh quá chúng ta có thể làm trễ nó lại. Đó là về phần routing về input tín hiệu đầu vào. Rất dễ. Ở đây chúng ta sẽ có những cái fader, ví dụ như là bằng gain này. Tiếp đến đó là fader bằng input tín hiệu này. Ví dụ tín hiệu đầu vào có thể chúng ta sẽ làm cho to hay nhỏ để tùy chúng ta. Còn tiếp đến đó là đây là fader out, tín hiệu ra công suất to nhỏ. Mục thứ hai chúng ta sẽ quan tâm đến là vấn đề về setting. Ở đây setting ở đây ngay thì đây chúng ta sẽ nhìn thấy. Ở đây chúng ta có thể đặt tên. Đặt tên cho chiếc cái kênh của chúng ta, ví dụ kênh 1 chúng ta sẽ đặt tên là kênh 1 đấy, hoặc loa 1 gì đó chúng ta có thể đặt tên cho nó một cách bình thường. Ở ngay bên dưới đây chúng ta có thể chọn các chế độ trên chiếc âm Free Fire một cách độc lập. Ví dụ như ở kênh số 1 chúng ta sẽ chọn là chạy bằng volt 70V, hoặc chúng ta sẽ chọn là 100V, hoặc chúng ta sẽ chọn để chạy cho loa toàn giải của chúng ta bao gồm là từ full range đến subwoofer. Với LEA chúng ta sẽ có một khả năng rất đặc biệt và vô cùng đặc biệt, đó là khả năng tính năng, đó là tính là Smart Power Bridge. Với Smart Power Bridge, đây là một tính năng chúng ta sẽ thấy bất ngờ trước một chiếc âm Free Fire. Ngày trước khi mà chúng ta nghe nhắc đến bridge tức là hai kênh chập một thì chúng ta sẽ sử dụng được một kênh, nó có thể là ít công suất lên. Nhưng với LEA CS1504 chúng ta có công nghệ đó là Power Smart Bridge, là chúng ta sẽ bridge được hai kênh bất kỳ 1-2, 1-3, 1-4 hoặc là 2-3, 2-4 tùy chúng ta. Hai kênh đó sẽ được x đôi công suất lên là 3000W và các kênh còn lại vẫn sử dụng bình thường chỉ bằng một nút bấm như thế này thôi. Trên phần mềm đằng sau chúng ta không cần chuyển đổi dây loa. Như trong trường hợp này em đang bridge đó là kênh 1 và kênh số 2 thì lập tức kênh số 1, kênh số 2 chúng ta có thể lấy ra công suất tối đa là 3000W ở trở kháng 8 ohm. Đó là điều vô cùng đặc biệt ở trên chiếc âm Free Fire LEA. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sang bộ phận tiếp theo. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy chữ đó là Swinger. Với Swinger này thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây chúng ta có thể chọn các chế độ đó là Pin Noise, White Noise và Turns. Cái Pin Noise để làm gì? Đó là trong trường hợp chúng ta không cần kết nối với tín hiệu đầu vào là chúng ta có thể kiểm tra được là cái kênh đó đang hoạt động ra loa, loa có kêu hay không. Ở đây, đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây em đang dùng đó là tín hiệu Pin Noise. Em đưa lên thì lập tức kênh này nó có tín hiệu Pin Noise để chúng ta kiểm soát được là cái loa nó đang kêu hay không kêu, mà không cần tín hiệu đầu vào, kiểm tra một cách nhanh chóng. Và tương tự kênh 2, kênh 3, kênh 4 cũng như vậy. Tiếp đến nữa, sang phần vấn đề ở đây chúng ta sẽ dùng đó là phần là EQ và Extrover.
Ở đây chúng ta sẽ quan tâm một cái giao diện tổng như thế này. Ở đây chúng ta sẽ bao gồm đó là 16 band equalizer để cho chúng ta hiệu chỉnh cho loa và căn chỉnh các tín hiệu cho loa, và bao gồm các tính năng ví dụ như là FRIR cho chúng ta, FIR để chúng ta có thể điều khiển một cách ngon lành cành đào, đủ các tính năng. Và đương nhiên chúng ta sẽ có những cái tính năng đó là low cut và high cut đầy đủ cho chúng ta. Ví dụ như ở đây chúng ta enable lên low cut, high cut cho chúng ta, các bạn có thể nhìn thấy. Và tối đa chúng ta lên được là 48 octa các bạn nhé. Thoải mái. Thoải mái chúng ta có thể sử dụng 48 octa. Đó. Tiếp đến nữa là chúng ta thêm một tính năng nữa, đó chính là chúng ta có thể điều chỉnh tiếp đến ở trong này nữa, đó là chính về gain và delay. Delay ở đầu ra. Chúng ta có thể đảo pha. Chúng ta có thể điều chỉnh cho delay và chúng ta có thể điều chỉnh cho gain. Và max ở đây chúng ta được cộng lên đến 15 dB nữa. Vô cùng khủng khiếp. Dã man. Bình thường một chiếc amplifier chúng ta sẽ được cộng trừ 6 hoặc là cộng trừ 9, cộng trừ 12. Nhưng với LA chúng ta được cộng trừ 15 dB. Kinh khủng khiếp. Và ngoài ra nữa chúng ta có thể import, export tuning. Ví dụ như ở đây chúng ta muốn import một cái preset của hãng loa nào đó vào, chúng ta sẽ chọn vào import. Chúng ta sẽ chọn cái file. Cái file ở đây sẽ được cung cấp sẵn. Ở đây ví dụ như là chúng ta sẽ chọn Martin Audio chẳng hạn. Ở đây chúng ta sẽ chọn là dòng Blacklight X. Ở đây ví dụ như là chúng ta sẽ chọn là dòng kênh này, kênh số mũ 2 này, chúng ta sẽ chọn là Blacklight X 15 đi, 12 đi. Đó, xong chúng ta open ra, chúng ta import vào. Là lập tức mọi thứ đã được import cấu hình vào cho chúng ta. Nên là khi mà chúng ta sử dụng với LEA, chúng ta sẽ thấy được mọi tính năng, mọi công năng được hoàn thiện một cách tuyệt vời nhất. Và các kênh còn lại cũng tương tự như vậy. Ví dụ như chọn sang kênh 3, chúng ta có thể import các cấu hình vào để chúng ta sử dụng một cách hoàn toàn bình thường. Ngoài ra nữa chúng ta có thể export cấu hình này ra. Export ra. Chúng ta có thể export ra, chúng ta có thể đặt mật khẩu. Đặt mật khẩu cho chúng ta. Và đặt mật khẩu ở đây là gì? Chúng ta có thể đặt mật khẩu bất cứ một tính năng nào khi chúng ta export file này ra. Chúng ta có thể khóa về equalizer, chúng ta có thể khóa về gain, về delay, khóa được hết tất cả mọi thứ. Và sau đó chúng ta sẽ gửi cái file này cho ai đó dùng. Thì những tính năng nào chúng ta cho phép dùng thì mới được dùng. Rồi, tiếp đến nữa là ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến mục đó là limiter. Cái limiter này mới là quan trọng ở một chiếc amplifier CS1504 đây. Cái limiter này nó có một cái tính năng vô cùng tuyệt vời. Ở đây chúng ta sẽ thấy là bất cứ một chiếc amplifier nào thì chúng ta sẽ quan tâm đến ở đây, đó chính là cái công suất đầu ra và công suất đầu vào cho chúng ta. Nếu như các bác có thể nhìn thấy ở đây, với LEA chúng ta có thể peak kéo lên được peak limit watt ấy, volt ấy, là lên đến 198V đầu ra. Kinh khủng khiếp. Đây các bác có thể nhìn thấy lên 198V volt gate, chúng ta có thể nhìn thấy để chúng ta có thể vận hành cho nó. Và ngoài ra nữa, ví dụ như loa chúng ta RMS, chúng ta sẽ nhập vào những cái thông số RMS của loa và peak của loa vào đây. Chúng ta sẽ nhập những cái thông số vào là lập tức cái công suất của chúng ta sẽ được tự động tính cho chúng ta cái công suất của theo loa của chúng ta sử dụng các bạn nhá. Đó. Tiếp đến đó là về chế độ. Ở đây chúng ta có chế độ đó là loss. Loss đây là gì? Chúng ta có thể biết được cái loa của chúng ta đang hoạt dụng là chế độ tải là mấy ohm, hay là cái dây loa của chúng ta khi mà mắc vào loa nó có hoạt động một cách ok hay không khi mà chúng ta kích hoạt cái tính năng này lên. Khi mà kích hoạt tính năng lên, khi chúng ta phải nói là đấu loa vào chiếc âm free fire này bằng các dây, thì chúng ta sẽ nhìn rõ được là trở kháng của loa và tổng dây ra đây là bao nhiêu, sẽ được hiển thị rõ ràng trên này các bạn nhé. Đó. Đó là về toàn bộ về các tính năng của âm free fire LEA. Ngoài ra nữa, chúng ta cũng có thể cái giao diện này chúng ta có thể bật tắt làm sao cho nó phù hợp với đôi mắt của chúng ta. Đó. Rồi. Đó là về toàn bộ tính năng. Và bây giờ chúng ta sẽ vào đây về phần amp setting. Với amp setting chúng ta có thể đặt name hay là đặt tên cho chiếc amplifier của chúng ta. Ngoài ra nữa chúng ta có thể đặt rất nhiều tính năng ở trong này. Và những cái tính năng này thông thường chúng ta sẽ chỉ dạng là theo là chúng ta thích thì chúng ta đặt thôi. Nó cũng không ảnh hưởng được quá đến chiếc amplifier này. Và điều đặc biệt nữa ở trên chiếc amplifier này chúng ta sẽ cần quan tâm so với các amplifier khác,
đó là toàn bộ các tính năng điều khiển chiếc amplifier này. Chúng ta có thể điều khiển qua một phần mềm đó là đám mây. Ở đây chúng ta chỉ cần kết nối với chiếc amplifier này với tài khoản cloud của chúng ta là chúng ta có thể điều khiển ở khắp nơi trên thế giới. Ví dụ như chiếc amplifier ở đây chúng ta có thể sang tận Mỹ chúng ta điều khiển một cách bình thường luôn. Đó là những cái tính năng tuyệt vời trên chiếc amplifier LEACS1504 này. Và đương nhiên với những tính năng như này, với những công năng như thế này, vận hành thì thật sự với bác là nó vô cùng dễ. Dễ lắm luôn đấy. Ngồi thì chỉ cho các bác này, đâm ra vừa nói vừa chỉ thì nhìn nó nhiều thôi. Chứ còn khi mà chúng ta vào thì chắc chỉ lướt một tí là xong. Bởi vì kênh nào nó cũng như nhau, chúng ta chỉ khác nhau đó là lựa chọn ra cho từng loa để chúng ta sử dụng mà thôi. Tiếp đến nữa là với một chiếc amplifier nhiều tính năng, nhiều công năng này rồi, chúng ta sẽ thấy là liệu nó có dễ hỏng không nhỉ? Xin hứa với các bác là những dòng amplifier này chúng ta phá nó không được đâu. Rất khó. Bởi vì sao? Nguồn điện đầu vào của chiếc amplifier này nó trải rộng từ 100 đến 285V. Thoải mái cho chúng ta có thể hoạt động. Tiếp đến đó là gì? Đó là với chiếc amplifier này có công nghệ nguồn PFC và đó là tính năng bảo vệ điện áp. Tính năng bảo vệ điện áp ở đây là gì? Đúng là chúng ta có thể cài đặt được điện áp dưới và điện áp trên. Nó như cái quản lý nguồn của chúng ta. Nếu như mà chúng ta cài dưới 100V nó không chạy thì nó cũng không lên. Chúng ta cài trên 200V nó không lên là nó cũng không lên luôn. Nên là trong trường hợp chúng ta có nhỡ may mà cắm đến vào nguồn điện 3 pha đi nữa thì nó cũng không hỏng. Các bác lưu ý nhá. Tiếp đến nữa là gì? Một chiếc amplifier này chúng ta sẽ thấy là sẽ được bảo hành lên đến 6 tháng. Vậy là với tất cả các loa chúng ta bảo hành 12 tháng thì vậy chúng ta sẽ phải là thay loa 6 lần thì amplifier vẫn còn hoạt động một cách bình thường và chưa hết hạn bảo hành. Và với giá bán, với LVA ở thời điểm hiện tại với mã CS1504 chúng ta sẽ có một mức giá đâu đó là khoảng tầm 160 triệu cho một chiếc amplifier như thế này. Liệu nó có xứng không nhỉ? Rất xứng đáng. Chiếc amplifier của chúng ta có thể cân tốt 4 chiếc xúc kép cho chúng ta chạy một cách kinh khủng khiếp luôn. Hoặc một chiếc amplifier này chúng ta sẽ chơi được 2 kênh cho những chiếc xúc siêu khủng và 2 kênh còn lại chúng ta sẽ chạy cho hệ thống loa full range ở trên. Ví dụ như là chúng ta sẽ chạy được 2 chiếc subwoofer với độ khoảng tầm cỡ là 3 bát 18 inch. Tức là đã chạy là 2,6 ohm đấy. 2,7 ohm hay gọi là 2,6 ohm. Thì chúng ta sẽ thấy là hai kênh này chúng ta sẽ sử dụng được cho 2 chiếc subwoofer. Và còn gọi tiếp đến nữa là 2 kênh còn lại chúng ta sẽ chạy cho độ khoảng tầm cỡ amplifier này cho chúng ta chạy ở phép là 2 ohm. Vậy là cái loa trở kháng 8 ohm thì cứ mỗi một kênh là chúng ta giã được độ khoảng tầm cỡ 4 cái. 2 cái là xuống 4 ohm mà. Và tiếp đến nữa là 2 cái nữa thì chúng ta sẽ lên được là còn là về 2 ohm. Vậy là mỗi một kênh chúng ta sẽ giã được là 4 cái. 2 kênh chúng ta giã được 8 cái. Vậy là một vế của Light Array đi, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy là 8 full range Light Array và 2 subwoofer là chúng ta có thể chạy tốt, chạy một cách bạo lực luôn đấy. Đó là về những cái gì mà chiếc amplifier này đem lại. Và clip này sẽ là clip mà chủ yếu là review và giới thiệu cho các bác thôi. Hẹn các bác vào một clip đó là test toàn bộ chiếc amplifier này với rất nhiều các dòng loa khác nhau, bao gồm từ subwoofer, sub đơn, sub kép, rồi những cái dòng loa khác nhau trên thị trường. Nếu như các bác đang quan tâm đến dòng amplifier cao cấp đến từ Mỹ này và những cái tính năng thì các bác sẽ biết thừa là nó rất cao cấp rồi, thì các bác hãy nhanh tay liên hệ đến hai số hotline của bên em, đó chính là 0942979696 hoặc 0933469555, hoặc các bác có thể qua trực tiếp địa chỉ showroom bên em, đó chính là số 7 dãy B2 số 24 giờ Tố Hữu, Văn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, để các bác có thể trải nghiệm trực tiếp hệ thống amplifier của LEA này các bác nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào clip tiếp theo.